hãy nhìn vào đoạn camera này. Đoạn này không có anh ta. Đoạn này lại có anh ta. Bạn đã nhìn thấy chưa? Đến đây thì có rồi nhé. Bạn có thấy không? Đây là chỗ trống. Anh ta không nhìn thấy nữa rồi. Người ta nói rằng vào đêm thứ bảy sau khi qua đời, linh hồn sẽ trở về nhà vào lúc nửa đêm để gặp người thân lần cuối, nhằm hoàn thành những tâm nguyện chưa thể thực hiện khi còn sống. Câu chuyện kỳ lạ sau đây có thể sẽ vượt qua sức tưởng tượng của bạn. Hãy cùng chuyện âm dương tìm hiểu ngay sau đây. Câu chuyện xảy ra vào năm 2005 tại thôn Thái Tử, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm đó, ông hai của Tống Hứa Khôn qua đời. Bố mẹ anh đưa anh về quê để dự tang lễ. Ông hai là em ruột của ông nội Tống Hứa Khôn. Trong trí nhớ của anh, ông hai là một ông già khắc khổ và lạnh lùng. Khi diễn ra lễ tang, có tám người đàn ông khỏe mạnh trong làng khiêng quan tài. Người chú của Tống Hứa Khôn giữ đầu quan tài. Những người khác thì khóc lóc đi theo phía sau. Ở nông thôn ngày xưa có rất nhiều quy tắc. Quan tài phải được khiêng đến nơi chôn cất mà không được dừng lại hay đặt xuống đất. May mắn là đối với tám người đàn ông khỏe mạnh, việc này không quá khó khăn. Nhưng không ngờ rằng hôm đó lại xảy ra chuyện. Khi đoàn người đi qua một khúc quanh, Tống hứa khôn bất ngờ thấy một bóng người đứng bên đường. Bóng người đó mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy là một ông già. Khi tiến lại gần hơn, anh thấy rõ đó là một ông già có vẻ mặt giận dữ. Đoàn người nhanh chóng đi tới bên cạnh bóng người đó, nhưng không ai nhận ra điều bất thường. Tống hứa khôn cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nép vào sau lưng mẹ. Tuy nhiên anh vẫn thấy rõ ràng khi đoàn người đi qua bóng người kia. Ông già đột nhiên xuất hiện bên cạnh quan tài và đặt một tay lên đó. Chuyện này thật không thể tin nổi. Quan tài đang được khiên một cách ổn định, bỗng nhiên bị một lực mạnh ép xuống một đoạn. Tám người đàn ông khỏe mạnh lập tức cảm thấy nặng chịu trên vai. Đôi chân họ như muốn khuỵu xuống. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này và tiến lại giúp đỡ. Tống hứa khôn tiến thêm vài bước nhìn kỹ ông già đặt tay lên quan tài và anh nhận ra điều bất thường gương mặt của ông già trắng bệch không có chút máu thậm chí còn có dấu hiệu bị phân hủy anh nhận ra ngay đó chính là ông hai đã qua đời của mình anh hoảng sợ và vội nói với mẹ về điều mình thấy không ngờ rằng tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh tống hứa khôn không nghĩ rằng mọi người không tin mình liền chỉ vào đầu quan tài để mọi người nhìn nhưng không ai phản ứng dường như họ không nhìn thấy gì cả ông hai lúc này giận dữ nhìn anh đôi mắt không có đồng tử trông vô cùng đáng sợ tống hứa khôn sợ hãi òa khóc chui vào lòng mẹ mẹ anh cũng hoảng hốt không biết phải làm gì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào lúc này hai người con trai của ông hai dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra họ nhìn nhau rồi quỳ xuống đất vừa xin lỗi vừa hứa sẽ chăm sóc mẹ mình thật tốt rồi cúi đầu lại trước quan tài. Tống hứa khôn nhớ rõ rằng quá trình này kéo dài khoảng 2 phút rưỡi. Anh ngồi trong lòng mẹ, nhìn ông hai đang nhìn hai con trai mình. Sau một lúc gương mặt của ông mới dần dịu lại và dường như có hai dòng nước mắt chảy ra từ mắt ông. Ông từ từ nhấc tay khỏi quan tài, nhìn mọi người xung quanh lần cuối rồi quay người đi vào rừng. Khi ông đi rồi, tám người khiêng quan tài mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đoàn người tiếp tục di chuyển và nhanh chóng đến nơi chôn cất. Ông hai được chôn cất một cách suôn sẻ và gia đình tống hứa khôn trở về thành phố. Nhưng sự việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của anh. Còn bạn, bạn có tin vào những sự việc siêu nhiên này hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.